Tại Bezel World 2019, Rolex giới thiệu chiếc GMT Master 2 126719 PLRO với vẻ ngoài đầy ấn tượng, được hoàn thiện từ vàng trắng. Chiếc đồng hồ này được người hâm mộ gọi với cái tên Pepsi bởi viên bezel nổi bật với hai nửa màu xanh đỏ giống như logo của hãng nước Pepsi. Oyster Perpetual GMT Master 2 116719 PLRO có vỏ ngoài Oyster đường kính 40mm, chống thấm nước lên đến độ sâu 100m, mặt kính sapphire chống trầy xước, bao phủ mặt đồng hồ. Cùng với đó là trồng kính Cyclops hỗ trợ chức năng ngày của đồng hồ, sử dụng vàng trắng cho vỏ và dây đeo. Rolex không ngừng nâng cao chất lượng với các phương pháp hoàn thiện cao cấp từ chạy xước đến đánh bóng kỹ lưỡng. Mặt số màu xanh phối hợp hoàn hảo với viền bezel tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại. Kim GMT màu đỏ trên nền xanh giúp dễ dàng xác định múi giờ thứ hai. Bên trong chiếc đồng hồ là cổ máy tự động kỳ diệu Caliber 3186 được sản xuất in-house bởi Rolex. Chiếc đồng hồ không chỉ cung cấp chức năng 24 giờ mà còn cả tính năng múi giờ thứ hai. Cổ máy 3285 được chứng nhận Chronometer, chứng nhận cho những chiếc đồng hồ cao cấp thị sĩ, trải qua nhiều thí nghiệm kiểm tra bởi COSC. Cổ máy này được trang bị một hệ thống dây tóc Paratrom có khả năng chống sốc cũng như các biến thể nhiệt độ khác nhau. Về tổng thể, từ bộ máy đến vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng vô cùng sang trọng, chiếc đồng hồ này thực sự đặc biệt hơn bao giờ hết. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.